Thưa quý vị, các hộ dân tại chung cư Centumwell, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang liên tục kêu cứu vì hệ thống thang máy, hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp, hư hỏng và mất an toàn. Nguyên nhân là do công ty cổ phần Bách Phú Thịnh, chủ đầu tư chung cư Centumwell, chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư 2% với hơn 20 tỷ đồng cho cư dân. Và đây là ghi nhận của phóng viên Alo Cử Tri Phương Nam. Băng rôn treo trên khắp các căn hộ. Người dân chỉ cầm băng rôn dưới sảnh. Các băng rôn đều có một nội dung yêu cầu chủ đầu tư Bách Phú Thịnh trả lại 2% phí bảo trì cho cư dân. Theo phản ánh của cư dân sinh sống tại chung cư Centumwell, nhiều hạng mục tại chung cư đã xuống cấp, hư hỏng, tuy nhiên vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục, khiến điều kiện sống của người dân tại chung cư không được đảm bảo. Chúng ta đang ở cái hầm xử lý nước thải của chung cư thì nó tỏa mùi hôi rất là nồng nặc khi mà không được xử lý hay gì đó. Thì nó bốc lên toàn khu tòa nhà, ai cũng nghe vì nó bị thấm ra, hay là nhất là nếu mình ở trên những căn hộ thì nó sẽ thoát ra những cái sàn nước hay là bồn rửa chén, gần như là không chịu nổi. Mình đang ở gần một cái cống vậy. Dọn vào ở tại chung cư từ năm 2020, được quảng cáo là chung cư cao cấp, nhưng khi nhận nhà anh Hải vô cùng thất vọng vì chất lượng căn hộ so với số tiền gia đình anh bỏ ra không tương xứng. Từ lúc mình mới nhận nhà luôn á thì đâu nhà nó đã có dấu hiệu nứt hết rồi, nứt từ đây, nứt trong phòng ngủ, nứt ở các nơi rồi. Thì sau đó mình có báo chủ đầu tư chỉ lên làm nhiệm vụ là họ sơn lại thôi, nên là bây giờ nó lại nứt ra lại. Càng sau thì họ càng không quan tâm, càng sau thì kêu thì phải mấy 6 tháng đến 5 hoặc là 3-4 tháng họ mới ghé tới, là họ coi một cái vào không sửa chữa. Mà số tiền bỏ ra rất là lớn, nhưng mà khi nhận lại thì nó không có. Trao đổi với ban quản trị chung cư Centumwell, bà Trần Thị Nhung cho biết cư dân được bàn giao nhà từ năm 2020. Tuy nhiên đến ngày 7 tháng 6, 2023 thì ban quản trị chung cư mới có quyết định thành lập. Từ thời điểm đó, ban quản trị đã nhiều lần yêu cầu công ty Bách Phú Thịnh bàn giao giấy tờ pháp lý, bản vẽ thiết kế và 2% phí bảo trì, cả gốc lẫn lãi của chung cư. Thế nhưng, từ đó đến nay, công ty chưa thực hiện. Việc không có quỹ bảo trì chung cư 2% đang khiến việc điều hành tòa nhà của ban quản trị gặp nhiều khó khăn. Cái việc mà cư dân hàng ngày lên giúp cư dân nói rằng là nhà tôi bị thế này, thang máy bị thế kia, bị sự cố như này, nhưng mà ban quản trị lực bất tòng tâm không thể nào can thiệp vô bởi vì chúng tôi không có tiền. Và bản thân nếu mà nguy hiểm đến tính mạng của cư dân và khi mà xảy ra sự cố có liên quan đến tính mạng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? An cư thì mới lạc nghiệp được, cho nên là những cái mà cư dân mong muốn là khi mình đã bỏ tiền ra để mình mua nhà rồi và mình đã hoàn thành những cái trách nhiệm về thanh toán tiến độ thì mình cũng mong muốn là chủ đầu tư, ban quản lý họ cũng mới hoàn thành cái trách nhiệm của họ. Nhất là chủ đầu tư họ phải bàn giao lại phí quản trị lý 2% về cái phí đó, để bây giờ có hư hỏng gì thì ban quản trị sẽ chích ra để sửa chữa, để thay thế mọi thứ, cảnh quan và mọi thứ để cho cư dân cuộc sống nó ổn định hơn. Hiện nay, trụ sở chính của công ty Bách Phú Thịnh tại chung cư Centumwell vẫn đóng cửa, không có người làm việc. Trong khi đó, hơn 500 cư dân đang phải sinh sống trong nỗi bất an, lo sợ khi hạ tầng chung cư Centumwell đã xuống cấp nhưng không được xử lý. Liên quan đến quỹ bảo trì chung cư 2% của chung cư Centumwell, phóng viên của truyền hình Quốc hội Việt Nam đã tiến hành liên hệ với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức để có thêm những câu trả lời liên quan đến quyền lợi của người dân tại các khu chung cư đã bị chủ đầu tư chây ì và không bàn giao quỹ bảo trì chung cư. Ngay khi nhận được sự phản hồi, chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý vị trong chuyên mục Alo Cử Tri Phương Nam. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị mức án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tại phiên tòa sáng nay ngày 20 tháng 3, phiên tòa tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và làm rõ một số tiền thiệt hại của SCB. Thưa quý vị, sau khi nghe phần luận tội cũng như là đưa ra mức án của Viện Kiểm sát đối với lại bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như là các bị cáo là đồng phạm có liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB, thì các luật sư đánh giá đây là mức án cao đối với lại bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như là các đồng phạm. Tại tòa, 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày các luận cứ về nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và sự hình thành của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Về hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo luật sư chỉ bao gồm một số công ty nhất định, số lượng 1.000 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thì hội đồng xét xử cần phải xem xét thỏa đáng hơn.
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhiều lần làm đơn gửi cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án bày tỏ sự tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án. Đây là cũng đề nghị một mức án tương đối nghiêm khắc và cũng mong muốn rằng qua các ngày sắp tới, các cái ngày còn sắp tới đấy, giới luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo, đồng thời các bị cáo cũng sẽ tự bào chữa, sau đó sẽ đi đến phần tranh luận để nhằm đưa ra các cái quan điểm, các cái chứng cứ giúp cho hội đồng xét xử có một cái cách nhìn thấu đáo, khách quan của vụ án và để đưa ra một cái phán quyết cuối cùng là bằng một bản án thấu tình đạt lý. Về tội đưa hối lộ của bị cáo Trương Mỹ Lan, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư cho rằng cần phải xem xét lại do bị cáo Trương Mỹ Lan khai không quen biết, không chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn gặp đưa hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra ngân hàng SCB 5,2 triệu đô la Mỹ. Khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 3, một hộ dân ở ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang nấu ăn bằng bếp ga mini thì bất ngờ bình ga phát nổ gây hỏa hoạn và thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 3, một hộ dân ở ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang nấu ăn bằng bếp ga mini thì bất ngờ bình ga phát nổ gây hỏa hoạn và thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Được biết căn nhà nói trên là của ông Y Giá Sơn, 54 tuổi, dân tộc Chăm. Căn nhà bị cháy là nhà sàn vách gỗ nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh. Mặc dù nhiều hàng xóm đã phụ chữa cháy nhưng ngọn lửa ngày càng lớn và lan vào hai xe máy đậu trước nhà và ngôi nhà bên cạnh. Nhận được tin báo, công an xã Sơn Kiên cùng ban chỉ huy quân sự xã Sơn Kiên đã điều động 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng người dân địa phương tích cực chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của ông Sơn và ảnh hưởng đến căn nhà bên cạnh. Hiện chính quyền địa phương đang tìm phương án giúp đỡ gia đình ông Sơn vượt qua khó khăn trước mắt. Thưa quý vị, cách đây thời gian một tuần, cộng đồng mạng và dư luận rất bức xúc trước hình ảnh bạo hành xảy ra ở Bình Phước. Và ngày hôm qua, ngày 19 tháng 3, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Đức Thắng về tội hành hạ người khác. Sự việc xảy ra vào ngày 8 tháng 3, khi mẹ cháu bé không có ở nhà, người đàn ông được xác định là cha dượng này đã liên tục dùng tay, chân đánh vào người và đầu cháu bé gây thương tích. Sau đó, mẹ cháu bé đã đưa cháu đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Vụ việc gây bức xúc dư luận khi người nhà cháu bé đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội vài ngày sau đó. Trưa ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng xác minh thông tin và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận hành vi của mình và đây không phải lần đầu tiên ra tay đánh đập cháu A, nhưng lần này gây thương tích nặng nhất. Cơ quan công an đã đưa bé A đi giám định thương tích để xác định mức độ thương tật, làm cơ sở xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.